để khỏi chết. Khi con chết, thì con phải tập chết mỗi ngày trước khi cái chết đến. Đó cũng là chân lý mà ít người chấp nhận. Cái chết đó là cái chết của hạt lúa mì. Nó chấp nhận mục nát ra hết. Cái chết đó là cái chết mỗi ngày đóng đinh vào thập giá, hy sinh thời giờ, sức khỏe, tài năng của mình vì những người thân yêu của mình, vì một lý tưởng nào đó. Mình không biết mình sẽ can đảm đến đâu, bền chí đến đâu, chỉ xin sao cho cứ tiếp tục đi mãi. Dù siêu vẹo, té ngã, lỗi lầm, nhưng vẫn tiếp tục đi và vẫn cần Chúa giúp. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, tôi nói thật với anh em, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu mến sự sống của mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống của mình ở đời này sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự tôi, hãy theo tôi, và tôi ở đâu thì người phụng sự tôi cũng ở đó. Ai phụng sự tôi, cha tôi sẽ tôn vinh người đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Phó Tế Lorenzo nổi tiếng nhờ cái câu khôi hài trước lúc chết của Ngài: Hoàng đế La Mã ác thật, muốn xử cho ông chết, và ông hoàng đế tuyên bố: ta không giết mi liền đâu, ta để mi chết từ từ. Và trước đó họ đã đánh đòn ông, rồi họ lấy những thanh sắt nung đỏ dí vào người ông. Nhưng cuối cùng người ta làm một cái giường bằng sắt để lên trên lửa đỏ, đến nỗi thanh sắt giường đỏ lên, rồi đặt Lorenzo nằm lên trên. Tất cả mọi người nhìn đã thấy ghê rồi, ông vẫn tươi tỉnh và nói: ở dưới nó chín rồi, xin lật lại. Ông vui vẻ như vậy cho nên chắc là ông đã chuẩn bị cái chết của ông, và lúc đó ông trở thành hạt lúa mì. Cho nên giáo hội chọn bài phúc âm Thánh Gioan hôm nay nói đến hạt lúa. Chính Chúa Giêsu nói: hạt lúa này có chết đi thì mới gây được một mùa màng phong phú. Đúng, nó nát ra, vỡ khỏi cái vỏ của nó ra. Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất cụ thể này để cho thấy chính Chúa Giêsu là hạt lúa đó. Cuộc thương khó và cái chết đau thương của người sẽ dẫn đến phục sinh, sự sống lại vinh quang. Còn cái câu con người được tôn vinh có nghĩa là Chúa Giêsu chết và sống lại sẽ quy tụ chẳng những người Do Thái mà mọi dân mọi nước thành một cộng đoàn đông đảo của những người được cứu độ. Trong đó có chúng ta. Còn có bản dịch ghét như cái bản hôm nay chúng ta nghe: ai ghét mạng sống mình thì sẽ giữ được. Theo cái kiểu dùng từ ngữ của dân tộc Semit Do Thái ở Trung Đông, ta đối chiếu với động từ quý chuộng, yêu mến, thích thú, thì chữ ghét có nghĩa là ít yêu mến hơn, ít thích hơn, tức là không coi như là giá trị tuyệt đối, hay nói theo lối bình dân là coi thường, chứ đừng hiểu là ghét. Ai chăm lo cho chính mình được hưởng thụ cuộc sống ở đời này mà thôi thì không có cái nhìn để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Do đó Thánh Kinh nói họ mất cái cuộc sống vĩnh cửu.
Còn ai không lo tìm cách hưởng thụ cuộc sống ở ngay đời này thì sẽ có cái nhìn khác, như Phó tế Lorenzo vậy. Ông ấy vui vẻ để bước lên cái giường đó và sẽ được hưởng sự sống đời đời mai sau. Tôi mượn bài suy niệm của cha tầm thường, có khi nhắc đi nhắc lại nó mới thấm. Tất cả mọi người chúng ta được sinh ra là một cái điểm bắt đầu để đi, đi về đâu? Về cái chết, tức là về một cuộc sinh ra khác. Làm gì có chết nếu không có sinh ra? Đúng. Làm gì có ngày người ta chôn tôi nếu như không có ngày người ta mừng sinh nhật? Như thế, cuộc sống là một chuẩn bị cho ngày chết. Nhưng rất nhiều người quên. Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói, có nhiều người sống như chưa từng họ sẽ chết. Và có những người chết rồi mới thấy chưa sống ngày nào cho ra hồn. Nó ghê thật. Ngay từ trong bào thai của mẹ bắt đầu có sự sống, thì mình đã có cưu mang sự chết bên trong. Mỗi ngày là một bước đi, đi gần về cái chết. Chả có cái gì là bi quan cả. Bình minh mọc lên nhắc cho tôi một bước cận kề. Tôi đã mất một ngày hôm trước rồi. Hoàng hôn buông xuống thầm nói với tôi về sự vĩnh biệt đang đến gần. Không muốn nghĩ về cái chết thì cũng chẳng tránh được nó. Nó vẫn lù lù đến. Trong dòng đời, tôi sinh ra một mình và tôi chết đi cũng một mình. Đúng vậy. Cuộc sống của tôi là một tấm thảm mà mỗi cái liên hệ yêu thương là những sợi tơ sợi chỉ dệt nên tấm thảm đó. Cho nên cái chết đến xé rách tấm thảm đó ra. Do đó ai cũng nói cái chết mang một màu tan tóc ly biệt. Đúng. Nhưng sống là hướng về tương lai. Mà vì tương lai là cái gì mình không nắm trong tay, cho nên mình lo. Và vì lo cho nên mình tích lũy để mình thấy an tâm. Nhưng khi chết, những gì mình tích lũy mình không mang theo được. Cái đó là cái đáng thương, đáng tiếc. Cho nên nhiều người sợ chết. Do đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chấp nhận cái chết là chúng ta sẽ bắt đầu biết cách để chuẩn bị. Không ai sống giùm tôi. Đó là chân lý. Không ai cũng chết thay cho tôi. Và không ai đi cùng tôi sang thế giới bên kia. Tôi sẽ ra đi một mình. Rồi mọi người sẽ quên. Cũng như chính tôi quên bao nhiêu người. Có thể đôi khi tôi nhớ người này người nọ, nhưng không thể nhớ hoài. Nhưng nỗi nhớ chỉ là của riêng tôi. Còn cái người ra đi, họ có biết tôi nhớ không? Không ai chắc. Họ đi biển biệt rồi. Cho nên rất nhiều người coi cái chết là mất tất cả. Nhưng Phao-lô thì nói chết là cái chiến thắng. Chết là đi về sự sống đời đời. Chết là gặp gỡ Đức Kitô. Như vậy, chết là cánh cửa được mở ra để tôi trở về với Đấng đã tạo nên tôi. Nếu đi về với Chúa, sao lại sợ, sao lại lo âu? Phải chăng lo âu là dấu hiệu mình chưa chuẩn bị gì hết? Vì mình sợ mình không gặp được Chúa. Mình biết là chết về với Chúa mà mình sợ, có nghĩa là có lẽ cái sợ duy nhất là không gặp được Chúa. Cho nên chết là một bản án nặng nề và mình sợ, mình từ chối. Mà tại sao lại sợ không gặp Chúa? Chúa lúc nào cũng mong mỏi đợi chờ chúng ta về. Như thế, muốn gặp Chúa hay không là do ý của mình, ý riêng của mình và tự do của mình. Mình có quyền quyết định hạnh phúc của mình đời đời hay bất hạnh đời đời. Đó cũng là chân lý. Phải chăng lo âu sợ sệt cái chết là dấu hiệu nói rằng tôi chưa chuẩn bị gì cả, tôi còn ngổn ngang, chưa biết cái gì ưu tiên? Bởi vì có xa Chúa thì mới sợ mất Chúa,
sợ mất Chúa thì mới xao xuyến băn khoăn, lo lắng. Cho nên cuộc đời có biết bao nhiêu cái nó mời mọc, nó quyến rũ, làm chúng ta quên rằng chúng ta sẽ chết. Những bậc cao niên sẽ cảm thấy cái chết đến gần, thực tế hơn. Và kinh nghiệm trong cuộc đời lúc sống đã cho chúng ta thấy biết bao nhiêu lần chúng ta quay lưng lại với Chúa, bỏ Chúa. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Như vậy, biết đâu trong tương lai của kiếp sống mai sau, chính chúng ta lại bỏ Chúa. Nếu lúc đó giờ chết đến, đang khi chúng ta bỏ Chúa, thì sao? Hai chữ: bất hạnh. Để khỏi chết, khi con chết thì con phải tập chết mỗi ngày trước khi cái chết đến. Đó cũng là chân lý mà ít người chấp nhận. Cái chết đó là cái chết của hạt lúa mì, nó chấp nhận mục nát ra hết. Cái chết đó là cái chết mỗi ngày đóng đinh vào thập giá, hy sinh thời giờ, sức khỏe, tài năng của mình vì những người thân yêu của mình, vì một lý tưởng nào đó. Mình không biết mình sẽ can đảm đến đâu, bền chí đến đâu, chỉ xin sao cho cứ tiếp tục đi mãi. Dù siêu vẹo, té ngã, lỗi lầm, nhưng vẫn tiếp tục đi và vẫn cần Chúa giúp. Nhớ vậy, không đi tự sức mình. Và thập giá nào mà không có đau thương? Đó là cái hình ảnh tử hình của người La Mã. Ai cũng không muốn thập giá, thật sự không ai trách, vì thập giá làm cho mình mang thương tích, bị đau thương. Chúa cũng đã xin Chúa Cha cất chén đắng mà. Nếu sự sống ở trong chúng ta mang mầm sự chết, thì chính Chúa cũng đã chết. Chúa hiểu nỗi sợ hãi khi cái chết đến trong vườn cây dầu, nhưng vẫn nhớ lời Chúa cầu nguyện: lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Ước gì mỗi ngày khi đi ngủ, chúng ta cũng nói câu đó nhỉ. Và qua bài tin mừng và cách sống của Thánh Phó Tế Lorenzo hôm nay, ai muốn sống đời đời phải tập chết mỗi ngày. Ước gì mỗi người chúng ta, đặc biệt đêm nay đi ngủ, nếu chưa có thói quen, đêm nay tập cho có thói quen nói: lạy Chúa, trong đêm nay con phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Sáng mai còn thức dậy, tạ ơn Chúa. Còn nếu Chúa đem đi, cảm ơn Chúa. Nếu được như vậy sẽ rất bình an. Không phải là tôi trù đâu nha, bởi vì càng ngày nghe càng nhiều tin của người thân bên Việt Nam ra đi, mà ra đi một cách tức tưởi là vì không thở được. Cái chết đó là đối với tôi cái chết đau nhất, chết ngọt. Xin Chúa ban cho chúng con biết nhận ra điều đó. Nếu muốn sống đời đời, mỗi ngày phải tập chết đi một chút. Có hai vợ chồng để giải khuây ở bên Mỹ đó, rủ nhau đi săn. Nhất là một cái miền nào đó vào một mùa nào đó, người ta cho bắn nai, bắn bao nhiêu tùy thích, miễn mang về ăn được. Thì hai vợ chồng đi lên núi, ông chồng nói mình ở hai nơi khác nhau để bắn được nhiều hơn. Ông vừa mới tới chỗ, ông chưa kịp núp là nghe đằng phía bà làm cái đùng. Ông mừng quá chạy tới, thấy bà đang chĩa súng vào một người đàn ông và nói: con nai đó của tôi, ông đụng vô là tôi bắn ông liền, tại tôi bắn nó trước. Người đàn ông nói: vâng, không vâng gì hết, đi ngay. Vâng, nhưng tôi biết con nai của bà, nhưng ít nhất bà cho tôi gỡ cái yên ra đã. Con ngựa của ông ta. Chuyện không có thật đâu. Mấy bà bắn súng vì vậy.
tròn tự do, tròn ý chí với cuộc đời con. Sống bình tâm giữa đời, hãy làm mọi sự để vinh danh.